Thưa quý vị, giảm nghèo và giảm nghèo một cách bền vững luôn là nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đặt lên hàng đầu. Trong thời gian qua, xã đã tập trung thực hiện tốt công tác dân vận, chủ động xuống cơ sở đến từng hộ nghèo để tuyên truyền, vận động người dân không mang tâm lý dựa dẫm, ỷ lại, tự lực vươn lên để thoát nghèo. Hỗ trợ con vật giống để giúp đỡ hộ nghèo có điểm tựa để vươn lên phát triển kinh tế là một trong những nội dung được xã Hòa Phước triển khai thực hiện rốt ráo trong công tác giảm nghèo. Thông qua những buổi gặp gỡ, đối thoại, cán bộ địa phương nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Là một trong những trường hợp được hỗ trợ bò giống phát triển kinh tế, hộ chị Lê Kim Lan xem đây là bệ đỡ hữu hiệu để gia đình vươn lên. Nói chung là chồng tôi cũng bị bệnh đời, với là có một cô cũng chất độc vào cơm nè. Thì giờ bên mặt trận hỗ trợ cũng mừng là có được nguồn vốn để kinh tế phát triển đi lên. Nhận thấy mô hình nuôi chim cút mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã Hòa Phước cũng đã tích cực vận động bà con nhân dân trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để nhân rộng mô hình, giải quyết bài toán lao động tại chỗ. Cái hướng của trạc nghiệm là ở đây là chúng đã thành lập rất hết là cái tổ hậu nghề nghiệp nuôi chim cút, thành lập 2017 rồi 2020 vừa qua là từ cái tổ hội mà lên là cái chi hội nghề nghiệp Trung Quốc. Còn cái vấn đề mà coi như là tội việc làm cho con em, tức là ở đây là trước hết là phần nông nghiệp của trung tâm khuyến ngư ở thành phố Đà Nẵng đã trong năm ngoái là công trợ mở về đây mở một lớp tập huấn hỗ trợ con giống hay nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả là hai trong số nhiều cách làm của xã Hòa Phước nhằm hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, trao chiếc cần câu phù hợp để hộ nghèo vươn lên, để họ không mang tâm lý chủ quan, ỷ lại là mục tiêu lâu dài mà xã Hòa Phước hướng đến. Đằng đó thì nhiều gia đình nghèo ở trên địa bàn á, có cái điều kiện người ta chăn nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò thì ở đây là lãnh đạo tạo điều kiện hỗ trợ cho con giống người ta nuôi. Những cái hộ mà có điều kiện mặt tiền nhập quốc lộ A, người ta có cái việc mà buôn bán thì hỗ trợ xe nước mía hoặc là xe rửa máy để cho các hộ là người ta vươn lên thoát nghèo. Bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư của người dân là cách làm thiết thực của xã Hòa Phước trong những năm qua nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hướng đến giảm nghèo bền vững. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn xã đã có những bước chuyển biến tích cực.